Vì sao vậy? Tối quá. Có ai nào đau bao tử không? Rồi, chị biết rồi. Hai đứa này hôm nay không có tắm phải không? Hèn gì có mùi, nặng mùi quá nó ói ra phải rồi. Cái gì vậy chị? Em là hot boy đó, nghĩ sao mà không tắm vậy hả? Em mà không tắm mới bị viêm cánh đó là Huyền Anh bỏ em rồi đó. Vậy là em nè, không có ai hết rồi. Chị à chị, tiền nước tiệm này là em xài nhiều nhất luôn chị. Một ngày em tắm một cả trăm lần á, chị nghĩ sao vậy? Ủa, vậy làm sao? Nè, con này nó bị khùng, bị điên ai biết nó. Hồi sáng giờ không ăn gì chứ mà sao mất ói hoài á. Nữa. Thôi, coi đi vô trong ói đi. Ngồi đây rồi lát nó ói ra đầy tiệm bây giờ đó. Bậy bạ. Nguyên bị gì nữa chị Tuyền? Chị thấy rồi, qua đây. Em muốn ói phải không? Rồi. Trời ơi, sao cái mạch cổ em nó giật dữ vậy? Hả? Trời ơi, cái mạch cổ không giật chết rồi bà. Trời ơi, chị giật. Trời đất ơi. Thanh nữ ơi. Sao? Trái cổ nó bự hơn trái cổ của em luôn nè. Trời ơi. Tào lao. Nghĩ sao vậy hả? Trời ơi, làm như tôi đi chuyển giới gì, nghĩ sao trái cổ tôi bự hơn trái cổ bà. Nè. Lại. Hả? Nhưng mà dạo này á, anh thấy tướng của em đẹp lắm nha. Da dẻ trắng trẻo nữa. Ngày xưa mà em xuất hiện trước là thằng Ben không có cửa đâu. Đúng rồi, nhìn thôi, vô đây. Thôi tự nhiên giờ cua em luôn kìa vậy. Thôi, dữ sao. Thôi, cái chuyện này không có đùa được. Bây giờ vậy. Dạ. Hai đứa kia chưa ăn sáng phải không? Chưa. Đi ăn sáng đi. Chị cho phép đi đó. Chút xíu quay lại mua đồ cho chị ăn là được rồi. Dạ, hôm đi à. Dạ. Nghiêm túc đi. Em nãy giờ em có giỡn gì nhìn vậy? Nhìn vào đôi mắt của chị nè. Trả lời những câu hỏi của chị một cách chân thành. Tháng này em sao rồi? Lâu rồi là em không có mượn tiền góp của anh Duy nữa đó nha. Không phải, chị không có hỏi cái chuyện góp sách gì hết á. Ủa cái này tế nhị quá à. Ý chị muốn nói là chuyện chị em phụ nữ mình á, đèn đỏ á. Tháng này em có không? Là sao? Tự nhiên hỏi mấy đó chị? Không phải, bằng cái kinh nghiệm của người đi trước như chị nè, những cái triệu chứng em vừa tả, tự nhiên chị có liên tưởng là Cái gì? Có bầu? Bầu? Bà điên hả? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Trời ơi, chị bị điên hay chị Tuyền? Sao? Em không có bầu được đâu nha. Sao không được? Tại vì trước khi mà dọn về sống thử đúng không? Là em với Ben đã cam kết với nhau. Em mà có bầu một cái là Ben bỏ em liền. Cho nên là không được, em không có bầu đâu. Em không có bầu được đâu nha. Ben mà bỏ em một cái là em đi tự tử rồi, em không sống nổi đâu. Trong đây chỉ ruột thôi, không có cái gì trong đây hết nha. Em không hề có bầu nha. Rồi, đừng căng thẳng quá. Tự nhiên chỉ là ruột. Ruột. Gan phèo phổi tim. Ruột. Không có bầu nha. Không có bầu. Ngồi đấy làm gì? Ra cánh cửa. Dạ. Gì? Dạ. Con ra canh thằng Mạnh. Dạ. Mọi người qua phòng em chi vậy? Giả nai hả? Muốn quất ngựa Tri Phong phải không? Đâu có dễ. Em quất ngựa Tri Phong gì chị Tuyền? Tuyền à? Dạ. Đây là chuyện tế nhị. Đúng. Và anh nghĩ cả tiệm mình, em là người biết lý lẽ nhất, dịu dàng nhất, nhẹ nhàng nhất. Em hãy nói chuyện trước với Ben đi. Khi nào không được thì kêu anh vô. Dạ. Dạ. Nhẹ nhàng với em đó. Dạ. Chị tính làm gì em vậy chị Tuyền? Đó. Hỏi cậu đó, cậu đã làm gì con Lài để cho con Lài nó kể chuyện với tôi hả? Ủa Lài kể chuyện gì chị? Chuyện là vậy. À, chị ơi, làm ơn mua giúp em tờ giấy số. Sắp tới giờ sổ rồi, mà em cũng sắp tới giờ đẻ rồi. Làm cô à, tụi tôi không có mua. Lài. Cậu ơi, chị Tuyền lại. Trời ơi. Lại. Đừng đi.
Tại sao lại, tại sao con lại ranh nông nổi vậy hả lại? Cậu ơi, trời ơi, Lại ơi, con đừng đi nữa, đừng tha phương cầu thực nữa, trở về tiệm gội đầu với cậu đi Lại ơi. Không đâu cậu à, con nhục nhã lắm, con không dám nhìn mặt mọi người. Cậu với chị hãy cho con đi đi, con đi đi Lại. Con định đi đâu? Lối đi đó con chưa định được. Nhưng anh biết rằng Lại phải ra đi vì lòng tự trọng. Dẫu Lại là một cô gái dễ sầu. Dễ sầu lại gì? Dễ sầu lại bán vé số. Đúng không? Lại. Lại ơi, Lại ơi. Ngựa chi phong rồi chạy trốn là cái kế là hèn hạ nhất, cậu có biết không hả? Đúng là em có bội đi thiệt. Khai rồi, nắm chắc mấy em vô đây, lẹ lên. Nó tự giận rồi. Tôi nói cho cậu biết, mặc dù tôi và con Lại không phải chị em ruột thịt, nhưng mà tình huynh muội, tình đồng nghiệp gắn bó bao nhiêu năm, cho nên cái chuyện con Lại cũng như là cái chuyện của tôi. Là chuyện của tôi. Chuyện của tôi là chuyện của tập thể tiệm tôi. Đúng. Chuyện chúng mình. Đúng. Ben, mày làm cái gì thì làm, mày đừng có làm mất mặt đàn ông nghe mày. Nhưng không bao giờ mất mặt được tao. Ủa sao vậy? Sao? Hỏi một câu mà cả thế giới biết câu trả lời rồi, hỏi làm chi? Quên. Bực mẹ, ta nổi cha mày, tại sao mày đánh tao? Em xin lỗi, bực mình quá. Hôm nay quyết định phải đánh cho nó một bài học. Cái tội con nít mà bị đặt súng thử hả? Đúng rồi. Quay. Cái gì? Để nó nói. Mọi người khoan đã, để cho em nói. Cậu nói đi. Đúng á, là em tính dọn đi thiệt. Đó, đánh nữa. Dừng lại. Rồi, nói hết câu cho cậu nghe coi. Nhưng mà là em muốn đi chung với Lại, để về dưới quê Lại á, là hỏi cưới má Lại. Hả? Dạ không, dạ không bởi. Để hỏi cưới Lại. À, tức là gặp má Lại để thưa chuyện và xin hỏi cưới Lại, đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa? Em đâu có trốn đi đâu đâu. Mọi người ơi. Vậy là sao Mạnh Hạnh? Mọi người nghe gì không? Nghe rồi. Mùi cơm khét. Dạ. Ôi, em có bắt cơm ở tiệm, nó khét tới đây rồi nè. Thôi anh dậy xem. Thôi, trưa nay không có cơm ăn nè mọi người. Ê, bây giờ mình làm sao? Có sao không vậy? Còn thôi, nãy con lỡ đánh thêm mấy cái á, không biết có sao không? Mà tay đau quá, anh về sức rồi. Anh Mạnh ơi, anh Mạnh! Duy, đừng bỏ chị. Thôi, tự giải quyết đi, em cũng đi. Tiên. Đi vô đây nè, ngồi xuống đây. Trời ơi, có biết gì đâu mà. Biết cái gì hả? Cái gì vậy? Anh giao nhiệm vụ cho em đi làm việc mà em làm việc vậy đó hả? Nè, cái chuyện như vậy, tại sao nãy giờ con không nói hả? Giờ con có kịp nói đâu, chưa kịp nói là chị Tuyền vô sấn rồi đè mọi người đánh con nữa, con có kịp hay đâu. Xin lỗi, tại vì quan điểm sống của chị rất rõ ràng, thà bắt lầm còn hơn để sót. Ben ơi! Ben! Người của nó vô. Ben ơi! Thôi! Ben! Có sao không hả? Ben tôi rồi. Cái số gì đâu mà suốt ngày bị đánh hội đồng mày vậy hả? Cậu con! Có hai người làm gì tình tứ trong nhà con vậy? Sợ. Sao cậu đánh Ben của con? Cậu chưa có đánh cái nào hết trơn á. Chị Tuyền đánh. Chị Tuyền! Thương cho rồi cho giỏ. Đụng vào mặt Ben vậy luôn hả? Không phải lại tại nè. Tại vì cả tiệm tưởng là thằng Ben á, trong lúc con cũng mang dạ chữa rồi quất ngựa truy phong, cho nên cả tiệm thấy bức xúc, cho nên mới vận động cả tiệm tới đây cho nó một bài học. Nhưng mà tóm lại là nó bị đánh hội đồng á. Tại sao không cho người ta nói rõ để đánh người ta vậy hả?
Thì chị vậy mới là hiểu lầm chứ nếu không là đâu có chuyện gì đâu. Nhưng mà nè, cậu thấy thôi, ít ra qua chuyện này cậu thấy thằng Ben nó cũng trưởng thành rồi đó. Biết vậy là tốt con. Hai đứa ráng thương yêu nhau, dắt về ra mắt má đi, có gì không được thì gọi điện lên, cậu với chị Tiền sẽ nói thêm tiếng vô cho. Dạ con biết rồi. Rồi lần này con về dưới á là con muốn á lại có danh có phận đàng hoàng, con sẽ hỏi cưới lại. Đúng rồi, tại vì con sắp lên chức ba rồi. Trời là... ơi nói nghe nè, chữ ba Ben trời nghe ngầu quá. Trời ơi mẹ lại cái gì vậy? Thôi hai đứa vậy thôi nè, thu dọn đồ đi cho sớm rồi về sớm nghe. Dạ. Thôi mình đi về đi ha. Dạ đi về đi. Xin lỗi hai đứa nghe. Dạ không có sao đâu cậu. Mình đi về với ba Ben. Mà kêu nó đây hả? Không có, tưởng tượng.